Hello, xin chào mọi người. Hôm nay gia đình của mình qua Starbucks mua đồ uống cũng như là đồ ăn sáng nha, trước khi đi nhà thờ nha. Mấy đứa nhỏ không có thích mặc đầm nữa, do là trời lạnh rồi mọi người. Cho nên là chỉ mặc quần với lại áo khoác ở trong, áo khoác ở ngoài. Còn ông xã vẫn là muốn làm trẻ trung nên không có mặc áo khoác lên. Công chúa của mình, Salad. Hi baby. Ở trong này họ mới nhạc nó rất là to, không biết có xóa được cái nhạc này hay không nữa. À, trong này có bán bánh ăn sáng, đồ ăn sáng. Con của mình rất là thích ăn bánh này lắm mọi người. Bánh này giống như bánh, cái tên của nó gọi là bánh sinh nhật nhé, phải không ta? Đây là đồ ăn sáng này. Rất là nhiều loại bánh luôn. Hai vợ chồng thì thích ăn loại loại nào ta? Loại nào? Cái này phải không ta? Không phải double smoke đâu rồi ta? Không có trong này hả? Nè, ở dưới này các loại nước ép á, mà nước táo, nước cam, này nước gì cũng có, nước dừa. Trong này là người phục vụ nè, người làm đồ ăn cũng là làm nước uống nè. Trong này cũng rất là nhiều người làm luôn mọi người. Trong này có gần 10 người trong này luôn á. Ông xã order này, calamen nè. Let me get two green tea, you know, the small that. Này các loại, cái này là ly nè, họ có bán ly nè. Họ rất là bận rộn luôn, nhiều người mua lắm mọi người. Salad xe hai hai mà. Má. Who are you? Very well, have a good day. Đây là bàn ghế mấy người mà có công việc là cái gì đó, hay là có hẹn hợp tác cái công ty hay cái gì, họ hay tới đây để ngồi vừa uống cà phê vừa vừa nói chuyện về làm ăn cái này cái kia, hay là người ta muốn ngồi đây để relax uống cà phê buổi sáng. Đấy, đây là trong trong phòng, không phải là phòng mà là trong, đúng là trong phòng đợi. Rất là sạch sẽ luôn. Hôm nay gia đình của mình vô trong này mua
không có xếp hàng, không có xếp hàng để mua mua ở ngoài nữa. Tại vì ở ngoài người ta đang xếp hàng cũng quá trời xe luôn. Hả? Ở đây nè. Đây là đứa thứ hai nè. Đây là đứa lớn của mình nè. Và đứa Út nè. À, đứa Út buồn ngủ rồi. Dậy từ 5 giờ sáng luôn. Giờ buồn ngủ rồi. Nhớ đi. Say hi mà. Do you hear what? Let you know. Ba đứa này không giống mình hết mọi người. Giống như mình là người xin để giùm. Xanh giùm. Xanh giùm. Xanh giùm cho ông xã. Không ai giống mình hết. Buồn ghê. Coi nè, đứa này, hai đứa này giống hệt ba nó ghê luôn á. Lần xưa bài về tuyên giá. Con mình đứa này thì giống như nhìn giống như chị chồng của mình. Nhưng mà muối nó cao lắm mọi người. Ai mà muối nó cao lắm. Baby, what happened right here? Ma. I believe. Put your phone away. We play phone too much. No good. He bleeding. Mm-hmm. I'm bleeding. Yesterday, you told me. Oh. Huh? Yesterday. Này, đây là bánh ba đứa mà. Đứa nào cũng thích ăn bánh này lắm luôn á, mà nó ngọt, nó giống như chocolate á. Đây là đồ ăn sáng nè. Cái này mình rất là thích ăn luôn mọi người. Bánh mì, xong là trứng chiên với lại cái này là hem á. Ăn rất là ngon luôn. Đồ ăn có rồi, giờ đang đợi nước. Chưa có xong, họ làm chưa có xong. Ui trời, đứa lớn ăn lẻ dưới vậy trời. Cắn một phát lại hết sạch luôn. Người ta đang đợi nè. Đợi nước uống cũng như là đồ ăn nè. Ông xã thì ghé cây xăng mua sữa cho con gái của mình. À, nước uống có rồi này. Mình đi lấy nước uống. Này, nước uống có rồi nè mọi người. Đây là giống như nước giống như sữa mọi người, nhìn giống như cà phê nhưng mà không phải cà phê. Không phải cà phê nha mọi người, đây là sữa. Uống nhiều là cái này là mập lắm. Cái này cũng vậy nè, cái này là green tea. Là nước xanh phải không? Nước trà xanh hay gì đó không biết nữa. Mọi ngoại bảo mà. No, ngoại mình nằm canh. À, ông xã quay lại rồi này. Giờ đang đợi cà phê ông xã. Thì nước của mình có rồi, chỉ còn cà phê của ông xã thôi.
Mọi 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 What are you doing last week? Eating. Eat that. No, but you really have that, can you? You're not. You're not getting it. Ooh. Ah, in it. Ah, yeah. Yeah, not getting it. You're not getting it. You're not getting it. You're not getting it. Ờ, có rồi mọi người, nhưng mà hôm nay họ làm không có đúng nha mọi người. Phua mô cà. Nó khó chứ. Hạt mà. Phua mô cà. Thôi mua xong rồi, giờ gia đình của mình à. Đi nhà thờ đây. Mà phua áo mở, ắt mở hả? Nhớ đi phua áo mở nhé. Put your drink down, phua áo mở mà nó ắt nè. Lấy một một cái thôi, ăn không có, ăn không có đủ mà. Yes. Okay. Đi đây mọi người, cái này là rác rồi mọi người, thùng rác này, ba thùng luôn. Xe nè, quá trời luôn. Người Mỹ hay là người gì ha? Cũng thích uống cà phê buổi sáng lắm mọi người. Với lại trời ở ngoài lạnh, uống cà phê là ấm trong lòng, ấm trong người. Daddy, đây là thành phố của thành phố Salem, nơi mà mình đang sinh sống. Chỗ này người ta nó cũng đang xây nhà mới nè. Xây nhà mới. Đến nhà thờ rồi mọi người ơi, tới nhà thờ rồi. Mình không có quay trong nhà thờ được nha, tại vì trong nhà thờ mình đã quay nhiều lần rồi. Do lại mình quay trong nhà thờ, có lúc mấy người nhỏ họ hát tiếng Anh hay cái gì mình cũng không có đăng lên được, cho nên là mình không lấy gì đâu mình đi hát cho anh chăm cho chỗ này cũng có playground nè cho mình đi nhỏ nè. Đây là nhà người ta làm tiệc hay là gì đó. Ừ.